Xin chào mọi người, Mr. Zero, kênh bóng đá vui nhộn đã quay trở lại rồi đây. Ronaldo có hiệu suất ghi bàn tệ nhất 10 năm qua. Siêu sao người Bồ Đào Nha trải qua năm dương lịch 2019 với thống kê không mong muốn. Cristiano Ronaldo vừa trải qua trận đấu cuối cùng trong năm 2019. Anh cùng đội nhận thất bại 1-3 trước Lazio ở trận tranh siêu cúp Italy. Bản thân CR7 cũng không có đóng góp nào đáng kể. Tính riêng trong năm dương lịch 2019, Ronaldo chỉ có tổng cộng 39 bàn thắng ở mọi cấp độ. Đây là thành tích cá nhân tệ nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha trong 10 năm trở lại đây. Có lẽ tuổi tác cũng đã ảnh hưởng đến Ronaldo và hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu qua clip dưới đây nhé. Đừng quên bấm nút like, share, subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị nhất từ Mr. Zero. Năm nay 34 tuổi, Ronaldo vẫn tỏ ra sung sức nhưng hiệu suất ghi bàn của anh đã giảm đáng kể. 2019 là năm duy nhất từ 2010 đến nay anh chỉ ghi được 40 bàn thắng hoặc hơn trên mọi đấu trường, một thống kê đáng lo ngại với tiền đạo người Bồ Đào Nha. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đang cho thấy dấu hiệu của sự tụt dốc trong mùa giải thứ hai khoác áo Juventus. Fan của Ronaldo có thể không chấp nhận nhưng những số liệu thống kê vẫn là phương tiện duy nhất để so sánh hơn thấp giữa các cầu thủ. Cristiano Ronaldo vừa trải qua trận đấu cuối cùng trong năm 2019. Anh cùng đồng đội nhận thất bại 1-3 trước Lazio ở trận tranh siêu cúp Italy. Bản thân CR7 cũng không có đóng góp nào đáng kể. Ngôi sao người Bồ Đào Nha hoạt động năng nổ khi tung ra tới 5 cú dứt điểm, nhiều nhất trong số những cầu thủ có mặt trên sân. Nhưng đội hiệu quả lại gặp vấn đề nghiêm trọng khi Ronaldo chỉ có một cú sút đi trúng mục tiêu và không một lần đưa bóng vào lưới đối phương. Tính riêng trong năm dương lịch 2019, Ronaldo chỉ có tổng cộng 39 bàn thắng ở mọi cấp độ. Đây là thành tích cá nhân tệ nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha trong 10 năm trở lại đây. Kể từ mùa giải 2010, Ronaldo chưa từng kết thúc năm dương lịch với ít hơn 40 bàn thắng. Năm 2014, cựu tiền đạo Real Madrid đã ghi 69 bàn. Năm phong độ sa sút nhất 2010, anh cũng bỏ túi 49 pha lập công ở mọi cấp độ. Trong năm 2019, Ronaldo vẫn có nhiều khoảnh khắc tỏa sáng, nhưng chừng đó chỉ giúp anh giành 2 trên tổng số 5 danh hiệu, đó là Scudetto vô địch Serie A và UEFA Nations League. Ronaldo đã thất bại ở Champions League, cúp quốc gia Italy đều bị loại từ tứ kết và gần nhất là trận thua 1-3 ở siêu cúp Italy. Trận thua Lazio mới đây cũng là lần đầu tiên từ năm 2013, Ronaldo phải nếm mùi thất bại ở một trận chung kết sau trận thua Atletico Madrid ở chung kết Copa del Rey 2013. CR7 đã tham dự thêm 12 trận chung kết và đều giành chiến thắng. Chủ thành tích này đã bị Lazio chặn đứng trên sân King Saud University ngày 23 tháng 12. Siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí nằm ngoài top 30, trong khi đại kình địch Lionel Messi dẫn đầu danh sách bình chọn do Trung tâm Nghiên cứu bóng đá CIES công bố ngày 17 tháng 12. Bảng xếp hạng của CIES cho thấy Messi đứng đầu danh sách những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới với 422 điểm. Tiền đạo ngôi sao thuộc biên chế Barcelona nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ nhờ duy trì phong độ đỉnh cao. Dù đã 32 tuổi, độ tuổi phần lớn cầu thủ đều ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Messi vẫn khiến tín đồ làng túc cầu phải ngã mũ thán phục khi sút tung lưới đối thủ 12 lần chỉ sau 13 trận tại La Liga mùa giải 2019-2020. Tính trên mọi mặt trận, siêu sao hàng đầu của nền bóng đá đương đại sở hữu 19 lần lập công sau 28 trận, trong đó có 2 hat-trick. Tại lễ trao giải do tạp chí France Football tổ chức ở Paris, Pháp hồi đầu tháng 12 vừa qua, Messi cũng lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi lần thứ 6 trở thành chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng danh giá. Cũng theo danh sách của CIES, Ronaldo chỉ đứng thứ 31 với 331 điểm. Sự sa sút kể từ khi gia nhập Juventus là nguyên nhân chủ yếu khiến cựu ngôi sao của Real Madrid tụt sâu trên danh sách những cầu thủ hàng đầu thế giới. Ở Serie A 2019-2020, Ronaldo từng trải qua tháng 11 mà không ghi được bất kỳ bàn thắng nào. Tiền đạo người Bồ Đào Nha hai lần bị huấn luyện viên Sarri rút ra sớm và thậm chí không có tên trong đội hình xuất phát chính thức ở trận đấu giữa Juventus và Atalanta tại vòng 13 Serie A ngày 23 tháng 11. Với 373 điểm, tiền vệ Hakim Ziyech của Ajax Amsterdam về thứ hai trong danh sách của CIES, trong khi Neymar cùng các đồng đội Mbappe và Di Maria đứng ở các vị trí tiếp theo với điểm số lần lượt là 367, 363 và 361. Mặc dù 2019 là một năm đáng quên của Ronaldo trong màu áo câu lạc bộ, thế nhưng trong màu áo đội tuyển quốc gia thì lại khác. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao, bất chấp việc không tránh được gánh nặng tuổi tác. Theo ESPN, CR7 đã ghi 14 bàn thắng trong màu áo tuyển quốc gia trong năm 2019. Đây là hiệu suất tốt nhất của anh trong 16 năm thi đấu đỉnh cao cho Selecao. Ronaldo lập thành tích này khi anh đã bước sang tuổi 34, độ tuổi được coi là sườn dốc sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá. Sau 164 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo đã ghi 99 bàn thắng,
anh chỉ còn kém 10 pha lập công so với người ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại ở cấp độ đội tuyển, Ali Daei. Với phong độ hiện tại, việc CR7 phá kỷ lục của huyền thoại người Iran chỉ còn là vấn đề thời gian. Liên tục bị chê hết thời, nhưng cựu sao Manchester United vẫn đều đang tỏa sáng. Trong 6 trận gần nhất tại vòng loại Euro 2020, Ronaldo đã ghi đến 11 bàn, gồm một cú poker, một hat-trick trong hai lượt trận gặp Lithuania. 3 điểm trước chủ nhà Luxembourg ở lượt đấu cuối cùng giúp Bồ Đào Nha khép lại giai đoạn vòng loại với vị trí thứ hai bảng B, đồng nghĩa với tấm vé dự vòng chung kết Euro diễn ra vào hè 2020. Ronaldo cùng đồng đội sẽ tham gia giải đấu này với tư cách của nhà đương kim vô địch. Không thể phủ nhận việc siêu sao người Bồ Đào Nha là cỗ máy săn bàn đáng sợ, nhưng anh dường như đã có dấu hiệu hụt hơi sau một thời gian dài thi đấu đỉnh cao. Chắc chắn ngôi sao người Bồ sẽ phải đối diện với vô số lời chê bai cùng nhận định rằng anh đã hết thời từ nhiều người. Thế nhưng biết đâu đấy lại là động lực để Ronaldo trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một câu trả lời đanh thép dành cho những người dám nghi ngờ phong độ của anh, như cái cách từ trước đến nay ngôi sao người Bồ vẫn hay làm. Còn các khán giả của Mr. Zero thì suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của các bạn với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.